Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Pika TV. Lâu lắm rồi mình không có ra clip, chắc là các bạn đã quên mình rồi đúng không nè. Mà thì mình cũng xin lỗi các bạn vì dạo gần đây mình không có ra clip. Thì lý do rất là đơn giản, bởi vì mình khá là bận nè, và cũng có thể là bị ý tưởng nè. Và dạng như là mình đang làm clip cho một cái kênh, đó chính là kênh của anh mình ý. Nên là nếu như mà cái việc này thì mình sẽ giải thích sau. Bây giờ hôm nay thì mình sẽ làm một cái vlog nhỏ nhỏ giới thiệu về cuốn sticker này của mình. Thì bây giờ mình đã không còn dán sticker vào trong đây nữa rồi, mà đây là mình sẽ sử dụng để là viết nhật ký, dạng mà viết nhật ký của Bullet Journal ấy mọi người. Thì bạn nào không biết Bullet Journal thì cứ lên Google search Bullet Journal nó sẽ ra nha. Ok, thì đây, bây giờ mình sẽ giới thiệu nha. Thì nó sẽ có một vài trang hình dáng thôi, còn lại là những cái mình ghi nhát nè, rồi về nhật ký diary đồ đấy mọi người. Ok, thì đây, đây thì mọi người cũng có thể thấy đây là góc học tập của mình. Mình sẽ giới thiệu sau nha. Ok, đây là chậu của mình nha, rất đẹp. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng xem cái cuốn sticker của mình nha. Sẽ giới thiệu những cái nhật ký của mình luôn. Có không đẹp thì mong mọi người thông cảm nha. Okay, let's go. Đây, cái cuốn này á thì chắc các bạn cũng thích á. Bởi ở trên đây nó có cái chữ là Agenda là 2010. Thì không biết mình có đọc đúng không, nếu như mà đọc sai thì mong mọi người thông cảm nha. Đây, 2010. Thì mấy bạn cũng có thể biết là mình sinh năm 2011, mà tại sao mình lại có một cái cuốn sổ năm 2010. Thì cái câu trả lời rất là đơn giản, tại vì cuốn sổ này là cha mình cho mình. Ok, mình rất là thích luôn. Đây là một cuốn sổ cha mình cho này. Nó rất là to luôn. Đó, đây, hiện tại thì mình có là một số dạng như là mình dán sticker và cái sticker này không cắt được, và cũng như là luyện bullet journal bằng những cái loại bút, không phải là bút highlight mà là các loại bút dạng như là gọi là gì ta, tự nhiên cứ quên rồi, bút đánh dấu á mọi người. Ok, đó. Thì nó cũng không được đẹp lắm. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem nha. Thì ở đây nó có một cái hình dán sticker với hình cái gương nè. Đó, hello mọi người, mình nè. Ok, có hình bố đi nha. Ở đây là, thì ở đây có chữ Quỳnh Như, có cái chữ là sticker nữa nè. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng mở ra nha. Đầu tiên ở đây nó có một cái background rất là đẹp, có hình cây mai nè. Ok, bên đây là cái tên của mình. Ủa sao hơi mờ vậy mọi người? Mọi người có thấy mờ không? Chứ tôi là tôi thấy mờ. Nó bị mờ, thôi kệ đi nha mọi người, thông cảm như mình nha, không biết cái camera của mình bị gì. Ok, đây là hình dáng đầu tiên của mình nha mọi người. Thì có một cái hình dáng bên đây, nhưng mà mình đã chuyển qua bên cái cuốn này rồi, nên là mình không còn ở đây nữa. Thì đây có một cái váy của cái bộ bên kia đây. Đây là có bốn nàng búp bê công chúa. Thì ở đó cái gu sticker của tôi là dày này nha mọi người. Đó, nhưng mà giờ tôi không còn thích cái gu này nữa rồi. Nhưng mà tôi sẽ thích, tôi thích cái gu này nè mọi người. Đây, thì tôi chưa có quay về cái hộp sticker này của tôi, nhưng mà hiện tại là gu sticker của tôi là gì nè. Đó là cute đúng không? Thì ở đây là đa số tôi mua ở shop Hippo mọi người, shop Hippo bán hình dáng rất đẹp. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng qua bên đây. Đó, đây, đây là cái nhật ký đầu tiên của tôi. Đó, thì sticker thì tôi cũng chỉ giới thiệu sơ sơ qua thôi, tại vì tôi biết là đa số các bạn xem clip này của tôi đã rất là lớn rồi, nên là chắc chắn là mọi người sẽ không có cái gu dạng như là sticker này của tôi nữa đâu, nên là tôi chỉ cho mọi người xem sơ qua thôi. Đó, thì nó cũng rất là bình thường thôi. Ok, tôi nhớ cái sticker này cũng khá là đắt. Đây, đây là cái nhật ký đầu tiên của tôi. Đây, ở đây là có một cái dạng như là tôi vẽ cái tấm lịch đó mọi người. Ở đây nó có ghi là 18 tháng 2, mùng 7 Tết. Rồi, đây có hình sticker. Đây là có một cái diary, có nghĩa là nhật ký mọi người, mình có trang trí nè. Và có ghi là nhật ký là cái dịch của cái này, và cũng như là có của Như là của mình đó. Và có ký tên luôn. Ở đây là nội dung nhật ký, thì bạn nào muốn coi thì bạn có thể dừng và đọc nha. Chúng mình hơi xấu một chút, nhưng mà mình không có đọc lên, tại vì dạng như là không có đủ thời lượng video mọi người. Ok, bây giờ chúng ta cùng xuống đây. Ở đây có chữ ký nữa nè. Ở đây có to do list. Thì
không biết là theo mọi người là to-do list có nghĩa là gì, nhưng mà theo mình á, to-do list là dạng như là những cái mà mình mua trong ngày hôm đó. Thì mình có ghi là 12k là sticker, còn 14k là kẹo, nói chung là chung với bánh luôn á mọi người, dạng vậy là chung với bánh luôn á. Cho đây tổng tiền là 26k. Thì đây là có những cái sticker mình dán vào rất là dễ thương đúng không? Đó, sticker nè. Đó. Nó nè. Khá là xinh. Ok. Qua đây là cái nhật ký ngày thứ hai. Có ghi là 19 tháng 2 mùng 8 Tết ở đây. Đây, có chữ diary, có chữ nhật ký của Như thì nó cũng tương tự như vậy, và có nội dung nhật ký. Cái này thì mình viết khá là dài, bạn nào muốn coi thì cũng như là đọc thì các bạn có thể dừng video lại và đọc nha. Chứ mình thì mình không có thể mà đọc lên, tại vì nó không, nó rất là mất thời gian ấy. Để nó bị chia lại rồi nha các bạn. Thôi kệ đi các bạn, các bạn có thể đoán nha. Ở đây là rất là đơn giản nhưng lại ok các bạn. Đây là to-do list. Ok, thì ở đây có hình một cái dán sticker hình bánh mì. Tại vì sao? Tại vì ở đây mình có mua 16k là bánh mì que phô mai, 25k là trà sữa thốt nốt rim, 18k là đậu hũ giòn, tổng tiền là 59k nha. Còn đây, đây do là có trà sữa nên là mình sẽ để một cái hình trà sữa ở đây. Thì trà sữa thốt nốt rim là trà sữa như thế nào các bạn có thể lên Google search nha. Hiện tại quán đó mới vừa mở thôi. Khi mà mình biết tin là như vậy mình gọi lại mình mua liền đó. Khá là ngon. Đây có hình một bé mèo. Đó. À đây là một cái diary về nhật ký về idol. Thì đây cũng là ngày 19 tháng 2 mùng 8 Tết, có một sticker, đây là idol của Như. Tôi có rất nhiều idol, nhưng tôi đối với tôi ấn tượng nhất là YouTuber Zero Official. Nói chung là chữ official tôi không có biết viết. Tôi viết sai nên là mong mọi người thông cảm. Ok. Thì mọi người có thể đọc tiếp nha. Ok. Đây là coi như chữ ký. Và đây là tính cách, hài hước, hòa đồng, lanh lợi. Ok, đây là sticker. Một cái anime. Lùa. Đó. Thì đây là cái cách trang trí. Qua bên đây. Đây là vẽ Hero Team. Không biết mọi người có thấy chóa mắt không, chứ bình thường tôi thấy không có chóa mắt lắm. Mà khi mà sao lên cái camera nhìn nó hơi bị lóa ha. Ok các bạn. Đây là Hero Team, ở dưới có dòng là My Idol. Đây là cho cái nọ ra cái nó. Gió nó bay quá mọi người thông cảm tôi nha. Rồi. Thì đây. Cái này nó không được ok đâu nên là tôi không muốn cho mọi người xem. Đây. Rồi, bên đây chính là cái diary của mùng 9 Tết. Đây các bạn cũng có thể thấy. Nếu các bạn để kỹ thì các bạn có thể thấy cái giấy nó rất là nhăn nha các bạn. Đây. Đây là cô trang bên kia cho bạn thấy đó. Nó rất là nhăn. Thì tại sao? Tại vì á, lúc đó là mình có gứt giấy ra, gứt cái giấy ngay đây nè. Là ở ngay chính giữa có hai tấm giấy này nè. Mình gứt cái giấy ra thì lúc đó mình gứt nó còn mấy cái mà giấy. Mọi người mình nhìn xấu quá mình không chịu nổi. Mình mới lấy cái chai này và chai này dán dính lại với nhau. Nhưng mà không biết lúc mình dán như thế nào mà sao nó bị nhăn quá trời luôn. Ok, bây giờ chúng ta vô vấn đề chính là 20 tháng 2 mùng 9 Tết. Ok. Thì ngày hôm nay tôi có mua washi tape nè. Đó. Nên là tôi có dán washi tape lên đây nè mọi người. Cái washi tape này có giá là 7k đó, rất là dễ thương luôn đúng không? Đó, tôi mua ở trước cổng trường tôi đó. Tôi thấy là cái washi tape này hình như mẫu này là có một số anh chị đã có mua rồi. Tôi thấy ở tiệm, ở shop đó có, nên là tôi thấy đẹp quá, tôi mua luôn đó, rất là dễ thương. Đây, ở đây là có chữ diary, nhật ký của Như thì nó cũng vậy. Ok. Đây là nội dung nhật ký thì các bạn cũng có thể dừng video lại để đọc nha. Chứ mình không có đọc lại cho các bạn được, tại vì nó rất là mất thời gian. Đây là Như, chữ ký, ok. Đây là to-do list. Ở đây là 7k là washi tape. 30k là trà sữa. Trời, tôi chữ nó bị dính nét nè mọi người. 12k là bánh lọ. Tổng tiền là 59k. Ở đây tôi có dán một số sticker nè. Đây có washi tape. Đây là sticker hình một cái bánh thỏ. Rồi một cái ly trà sữa. Đó, rất là dễ thương. Bên đây là một cái sticker siêu to khổng lồ, dán rất là đẹp. Ok. Thì clip của tôi đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu như các bạn thích clip của mình, hãy cho mình một like, một share, một subscribe nha. Bye bye mọi người. Yêu mọi người nhiều nè.